Rồi trại bò nghe ở Phú Quý nè. Đó mình chụp chụp từ con kia tí. Dạ quay luôn quay luôn. Bò này là tầm 1m2 rồi chứ. Tầm mét 2. Con kia là gần mét 3 đó. Đây gần mét 3 rồi chứ. Mình không biết đâu. Bò sát man này, tai bự này. Bò xinh này. Này luôn. Quay luôn qua, luôn Dạ đó dạ, đi qua. dạ được rồi. Bò quá trời luôn. Con nào cũng đẹp, đỏ mực có này. Đây anh chủ trại bò này, anh tên gì? Tèo, Tèo. Anh Tèo, chủ trại bò. Dạ. Có gì là mọi người liên hệ với anh Tèo á. Qua số điện thoại chút nữa mình sẽ gắn ở trên video cho mọi người thấy. Bò này, mông đã. Đem những con bò lớn này thì bao nhiêu tiền? Con bò lớn nào? Dạ. Con bò lớn đó là 16 triệu. 16 triệu à. Đó. Bò Hetman, phải bò Hetman. Bò Hetman. Mông đã. Đó. Hetman kia, phải nói không? Bò ở đây là dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu tiền một con anh? Từ 13 đến 17. 13 đến 17 triệu một con ha. Nhỏ thì nhỏ nữa. Nhỏ thì đây. Đây, man này 17 triệu. Hết man này là 17 triệu này thôi. Bò quá đẹp luôn. Rồi có gì xíu nữa mình gắn số điện thoại lên màn hình. Trại bò nằm ở Phú Quý. Rất là ngon luôn nha. Đây là số điện thoại chủ bò. Ai quan tâm thì liên hệ số điện thoại của chủ bò đây. Bò này cao tầm mét mét mốt nha. 5 đến 6 tháng tuổi. Bò ăn rất là ngon miệng luôn. Ai quan tâm thì liên hệ với số điện thoại của chủ trại nha.